Kính chào quý vị, Phương Thi rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh tin mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, các quan chức Trung Quốc chỉ ra rằng lũ sông Hoàng Hà số 1 năm 2023 hình thành ở Trung Lưu vào ngày hôm thứ Năm và đổ xô về phía Hạ Lưu. Hôm nay, nó đi qua tỉnh Hà Nam. Sau khi quan sát, người ta thấy rằng đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1979. Lưu lượng dòng chảy lên tới 8.360 m3 trên giây. Các quan chức đã khẩn trương dốc toàn lực để xả lũ. Dựa trên báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, báo cáo lũ lụt của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho thấy do dòng chảy của sông Vệ Hà và nhánh phía bắc của sông Hoàng Hà gia tăng, dòng chảy của trạm thủy văn thông quan ở giữa đoạn của sông Hoàng Hà đã tăng lên 5.090 m3 trên giây vào lúc 11 giờ đêm hôm thứ Năm. Đây là trận lũ số 1 trên sông Hoàng Hà năm 2023. Khi lũ tiếp tục tiến về hạ lưu, Ủy ban Bảo tồn nước sông Hoàng Hà đã đưa ra cảnh báo lũ màu vàng cho đoạn sông ở thành phố Tam Môn Hiệp, tỉnh Hà Nam vào ngày hôm qua. Hồ chứa địa phương đã đo được trận lũ lớn nhất trong 42 năm qua vào ngày hôm nay, với tốc độ dòng chảy là 8.360 m3 trên giây. Lưu lượng lũ sông Hoàng Hà năm 1979 cao tới 11.000 m3 trên giây. Lũ lụt khiến hồ chứa Tam Môn Hạ phải khẩn cấp mở toàn bộ 26 cửa xả để xả lũ. Các quan chức Tam Môn Hiệp cho biết dòng chảy từ trung và thượng lưu sông Hoàng Hà tiếp tục ở mức cao. Dự kiến dòng nước lớn như vậy sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Thời gian đe dọa nghiêm trọng đến an toàn phòng chống lũ, mục tiêu phòng chống lũ năm nay sẽ tiếp tục được giám sát, chưa công bố có thiệt hại hay không. Thưa quý vị, kể từ cuối tháng vừa qua, hơn chục tỉnh thành ở trung và lưu sông Dương Tử hứng chịu mưa lớn gây ra lũ lụt ngoài tầm kiểm soát. Theo Bộ Nội vụ Trung Quốc, tính đến ngày hôm qua, theo thống kê, hơn 11,5 triệu người ở 8 tỉnh bao gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ gây ra khiến 43 người chết, 25 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 20,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 94,4 tỷ Đài tệ. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, những trận mưa xối xả gần đây ở trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc đã gây ra cái mà giới truyền thông mô tả là trận lũ số 1 sông Dương Tử, đổ xô đắp đê gần sông Tương Giang và các con sông khác, gây ra hơn 11,5 triệu người bị ảnh hưởng, 43 người chết, 25 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 20,8 tỷ nhân dân tệ, khoảng 94,4 tỷ Đài tệ. Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết vào ngày hôm qua rằng Hồ Nam được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư và thiết bị để kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp và trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia sẽ hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, để phòng chống lũ lụt, các doanh nghiệp trung ương như State Grid, China State Construction, China Hodian, China Southern Power Grid, China Railway Group cũng tham gia đội chống lũ và tham gia công tác cứu hộ và bảo trì. Còn tại các tỉnh phía đông nam Trung Quốc cũng đã bước vào mùa mưa, mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều nơi. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, ngày hôm qua, một số con sông ở tỉnh Chiết Giang dâng cao, mực nước tại ga Lan Tây ở Lan Giang cao tới 32,04 m, chỉ đứng sau tháng 6 năm 1955. Trận lũ tháng 6 năm 1955 cao 33,49 m là trận lũ lớn nhất ở lưu vực sông Tiền Đường trong hơn 80 năm qua. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, mưa lớn những ngày gần đây ở tỉnh Chiết Giang đã khiến mực nước của các con sông và hồ chứa lớn trong lưu vực sông Tiền Đường tiếp tục dâng cao, gây cảnh báo cho mực nước của 6 hồ chứa lớn và 38 hồ chứa cỡ vừa nhất là hồ chứa ở Chiết Giang. Mực nước tại ga Lan Tây ở Lan Giang đạt 32,04 m vào lúc 8 giờ tối qua, mực nước cao nhất kể từ tháng 6 năm 1955. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã cử 3.000 quân đến ứng cứu thiên tai. Ngoài ra, Giang Tây, Chiết Giang, Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây và các tỉnh khác cũng xảy ra mưa lớn và lũ lụt. Riêng tỉnh Giang Tây có tới 1,563 triệu người bị ảnh hưởng, 27 người chết, 16 người mất tích, gần 600 ngôi nhà bị sập. Tại tỉnh Quý Châu, hơn 800.000 người bị ảnh hưởng, với 16 người chết và 9 người mất tích. Thưa quý vị, nhiều ngày mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc đã gây ra thương vong nghiêm trọng. Chính quyền thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc thậm chí còn bị buộc tội xả lũ mà không thông báo trước. Hậu quả là người dân ở làng Đại Tây An, ở hạ lưu sông Kỳ Lý, nước dâng cao trước khi họ có thể sơ tán kịp thời. Nước dâng cao khiến 45 người chết và 23 người mất tích. Tuy nhiên, Phó Thị trưởng thành phố Hình Đài đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay, nhấn mạnh rằng lũ sông Kỳ Lý là do các yếu tố tự nhiên và không phải do con người xả lũ gây ra. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, những trận mưa xối xả ở Hà Bắc đã gây ra lũ lụt, chính quyền không thông báo cho người dân vùng hạ du khi xả lũ. Nhận xét này ngay lập tức được đưa lên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra nhiều cuộc thảo luận rất gay cấn. Tuy nhiên, chính quyền thành phố Hình Đài đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Phó thị trưởng nhấn mạnh, lũ lụt là do nguyên nhân tự nhiên gây ra, không phải do con người xả lũ, và nhấn mạnh rằng sau khi lũ lụt xảy ra, hệ thống cứu trợ thiên tai lần đầu tiên được kích hoạt và mọi nỗ lực đã được thực hiện để cứu người. Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, tính đến 7 giờ sáng ngày hôm nay, tại thành phố Hình Đài đã có 45 người thiệt mạng và 23 người mất tích. Quý vị thân mến, lũ lụt hiện đang lan rộng khắp các tỉnh thành tại Trung Quốc. Chỉ riêng tại huyện Kim Hưng, tỉnh Hà Bắc đã có 56 người thiệt mạng và 35 người mất tích. Điều kỳ diệu đã xảy ra tại một vùng nông thôn tên là thị trấn Tiêu Tác của huyện Kim Hưng. Hình ảnh một số thanh niên đang đứng dựa vào trên một cột điện thoại đã cứu được 17 phụ nữ già yếu và trẻ em. Theo báo cáo của Convent News, có một trận mưa lớn vào 2 ngày trước. Vào lúc 6 giờ chiều, nước đã bất ngờ tràn về gây ngập đường phố. Lúc này, Triệu Xuân Nguyên, một người đàn ông 39 tuổi, mở một quán mì ở thị trấn vội kêu gọi khách đóng cửa chặn nước. Cuối cùng, không chịu nổi sức nước lũ vẫn phá cửa tràn vào nhà hàng. Trường Kim Thư, hàng xóm của Triệu Xuân Nguyên, ngay lập tức đề nghị trèo lên mái nhà từ cột điện. Nhưng khi đến cột điện, họ lập tức nhận ra rằng có rất nhiều trẻ em và phụ nữ đang chờ giải cứu. Nên trước tiên, họ đã hộ tống 3 đứa trẻ và 5 người phụ nữ lên cột điện. Đàn ông trèo lên đón trước, người già yếu, phụ nữ và trẻ em lần lượt được đưa lên mái nhà. Triệu Xuân Nguyên, chủ quán mì, là người cuối cùng đi lên, kể lại khi trèo lên cột điện nước đã ngập đến cổ, tình hình khá nguy kịch. Kiểm kê lần cuối, trên mái nhà có 8 phụ nữ và trẻ em, 9 cụ già trên 60 tuổi và 5 nam thanh niên khỏe mạnh. 22 người ở trên mái nhà cho đến trưa ngày hôm sau khi nước lũ rút và thị trấn Tiêu Tác bị lũ tàn phá nặng nề. Lũ tại sông Dương Tử cũng đã ảnh hưởng đến 50 triệu người. Lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc đã trải qua 27 trận mưa lớn trong năm nay, khiến hơn 50 triệu người ở 625 quận, huyện, thành phố của 10 tỉnh trong cả nước bị ảnh hưởng và 222 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế lên tới 103 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 494,4 tỷ Đài tệ. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, sông Dương Tử ở Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng như năm 1996. Tổng cộng 625 quận, thành phố và huyện ở 10 tỉnh của Trung Quốc, khoảng 51,19 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lớn, hơn 2,89 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp. Lũ lụt đã làm sập 110.000 ngôi nhà và phá hủy 4.167.000 ha hoa màu, với tổng thiệt hại khoảng 494,4 tỷ Đài tệ. Báo cáo cho biết rằng chính quyền Trung Quốc hiện đang huy động 4 triệu người để bảo vệ bờ kè ở lưu vực sông Dương Tử, được gọi là thân cây sông Dương Tử. Tổng cộng đã có 27 trận mưa lớn xảy ra kể từ đầu mùa lũ và không loại trừ khả năng có mưa lớn trong thời gian tới, cũng như dự báo có những cơn bão mạnh có thể tiến sâu vào nội địa Trung Quốc. Mưa lớn cũng đang diễn ra ở miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng hàng triệu người. Một số tỉnh ở miền Nam Trung Quốc gần đây đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Theo báo chí nước ngoài đưa tin, tính đến tối ngày hôm qua, ít nhất 31 người đã thiệt mạng và 15 người mất tích, hơn 2,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông nước ngoài, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Quảng Tây và các tỉnh khác của Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục trong nhiều ngày và lũ lớn đã xảy ra. Tại tỉnh Hồ Bắc, ít nhất 14 người chết, 12 người mất tích và hơn 880.000 người bị ảnh hưởng. Tại khu tự trị Quảng Tây, 6 người chết, 2 người mất tích và dân số bị ảnh hưởng khoảng 570.000 người. Tại tỉnh An Huy, hơn 170.000 người bị ảnh hưởng, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai là hơn 200.000 ha. Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc dự đoán trong 3 ngày tới sẽ tiếp tục có mưa lớn ở phía đông bắc tỉnh Quý Châu, phía đông tỉnh Hồ Bắc, tây bắc tỉnh Hồ Nam, phía nam tỉnh Hà Nam và phía tây tỉnh An Huy, và lũ lụt có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Kính thưa quý vị, vào khoảng nửa đêm hôm kia, lũ quét bất ngờ đổ về tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải. Sau khi sự việc xảy ra, một số người dân chứng kiến trận lũ quét đã kể lại chi tiết về trận lũ quét. Lúc đó do nước lũ lên nhanh nên nhiều người không kịp thoát thân. Trong một gia đình có 8 người chỉ còn lại 2 người sống sót và một số gia đình đã mất liên lạc với 4 thành viên. Nhiều người dân ở thị trấn Thanh Sơn, huyện Đại Đồng cho biết, ngoài thương vong và mất liên lạc, nhiều ngôi nhà của dân làng bị cuốn trôi, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi bị phá hủy. Gia súc như trâu bò và cừu cũng bị cuốn trôi hoàn toàn. Theo thông báo chính thức từ huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tính đến nửa đêm ngày hôm qua, 6.245 người từ 1.517 hộ gia đình ở 6 làng thuộc 2 thị trấn và 6 làng ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh đã bị ảnh hưởng do lũ quét. Trận lũ quét đã làm 33 người chết, 18 người mất liên lạc, 2 ngôi nhà bị cuốn trôi, 14 nhà bị hư hỏng gần như hoàn toàn. Hiện các nhà cửa, đường xá, cầu cống, sông ngòi vẫn đang được thống kê. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.